bởi vì là cái khoảng thời gian trước khi mà em mới vừa bước chân vào showbiz á, thì phải nói là em bị mất niềm tin rất là nhiều và em gặp rất là nhiều những cái scandal nó đến với em một cách rất là vô lý á. Cho nên là từ đó là em xin lỗi các anh chị phóng viên nhà báo là em rất là sợ các anh chị phóng viên nhà báo lúc đó, cho nên là em né rất là nhiều. Thì em phải được cái sự động viên của chị Malia Ly là cái người quản lý truyền thông cho em. Chị phải động viên em rất là nhiều thì ngày hôm nay em mới dám tổ chức một cái buổi gọi là em đối mặt với tất cả các anh chị phóng viên nhà báo để mà em chia sẻ về cuộc sống, về công việc và cũng như là những cái kế hoạch dự định sắp tới của em. Bởi vì là tự nhiên em cảm thấy là bây giờ đã đến lúc mà em phải đối mặt hết với tất cả mọi người, chia sẻ hết với tất cả mọi người và phải cố gắng hơn rất là nhiều. Bởi vì là từ bây giờ tới cuối năm và những năm sau đây nữa thì em sẽ cố gắng cống hiến gọi là cái sức lực của mình để dành cho nghệ thuật. Và em hy vọng rằng là mọi người, những cái gương mặt mà ngày hôm nay em rất là yêu quý, em rất là tin tưởng, sẽ luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ và đồng hành cùng với em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Về nhà mọi người, thì thật sự ra là Quỳnh Anh đã nhận được cái ca khúc này từ hồi tháng 6 rồi. Từ hồi tháng 6 mà mình nghe xong thì mình cảm thấy là ở cái bài này á, nó là một cái màu rất là riêng biệt so với những ca khúc trước đây của Quỳnh Anh. Mọi người thấy là nó ủy mị, khóc lóc, mà kể cả khi mà Quỳnh Anh cho mấy người chị thân của Quỳnh Anh nghe, cái mọi người, ngày hôm nay Quỳnh Anh mời tới chẳng hạn như chị Phương Lê, xong chị hỏi Quỳnh Anh chứ mày có khóc lóc vì tình nữa hay không? Xong cái Quỳnh Anh nói khóc chị ơi, MV này là em rất vui nha chị, em thả thính, em bắt đầu thả thính rồi. Đó, thì nó cũng là một gọi là một cái dấu hiệu làm cho mình cảm thấy mình vui vẻ, mình yêu đời hơn, cũng như là đánh dấu của sự quay trở lại âm nhạc của Quỳnh Anh, một cái hình ảnh mới hoàn toàn. Và tại sao mà MV có từ tháng 6 mà tới tháng 10 Quỳnh Anh mới cho ra mắt mọi người, thì chắc là mọi người cũng không khó đoán. Bởi vì dịch á, trời ơi em khổ lắm á. Em quay từ hồi tháng 6, xong rồi tới tháng 7 là em chuẩn bị ra, cái dịch nó vẫn còn. Xong rồi là em chuẩn bị ra tiếp nữa, thì một lần thứ hai em chuẩn bị phát hành thì là dịch đợt 2. Cho nên là phải gian truân lắm thì cái sản phẩm này ngày hôm nay mới ra mắt với mọi người được. Mà ra mắt trong cái khoảng thời gian này em nói thiệt là nó rất là kinh khủng. Bởi vì là trong khoảng thời gian dịch là mọi người ém MV rất là nhiều, xong bây giờ vừa hết dịch một cái là ở ngoài thị trường có rất là nhiều các ca sĩ tung bài hát ra, thì em giống như là một con cá nhỏ trong một cái dòng sông, một cái biển lớn vậy đó. Cái MV của em lần này cũng vậy, nhưng mà em hy vọng rằng với cái sự cố gắng của em, với cái sự thay đổi hình ảnh lần này của em, thì vẫn sẽ được mọi người đón nhận. Cảm ơn ạ. MC cho chị luôn đi. Trời ơi, vô xô rồi, nghỉ dịch bữa giờ. Nè, xong cái em nói là Huy ơi, bây giờ em tính bao nhiêu để chị biết chị chuẩn bị. Trời ơi, chị em mà tiền bạc gì chị ơi. Đó, mình nghe xong cái mình mát ruột, mát gan nha, sợ. Mát ruột, mát gan gì đó mọi người. Nhưng mà đi chơi game show, em chơi em thắng từ đầu tới cuối luôn 10 triệu đồng. Đó, xong rồi khúc cuối bà bấm vô cái chữ hoán đổi cái điểm của em thành điểm của bà rồi, 10 triệu dành cho chị. Dạ em 5 triệu. Vậy là do ăn ở đó Huy. Thôi bây giờ tụi em không làm mất thời gian của mọi người nữa, mời mọi người hướng mắt lên màn hình để xem MV của em nha. MV này là giống như là một cái sự thay đổi hình ảnh của em. Cho nên mỗi lần mà em thay đổi hình ảnh một cái gì đó, cả về bên điện ảnh hay là bên âm nhạc gì, em cũng đang rất là hồi hộp. Thì không biết là với cái hình ảnh mới vừa rồi thì mọi người xem thấy sao ạ? Dạ em cảm ơn. Tại vì cái MV này nó giống như là một cái hình ảnh, nó là hình ảnh ở trong bài hát, hình ảnh ở cái trong những bộ phim của em. Dạ đó, thì đó là em cũng đang muốn hướng tới cái hình ảnh giống như vậy ở ngoài đời. Tại vì là cái khoảng thời gian mà một năm trở lại đây thì thật sự là em cảm thấy là mình thoải mái tư tưởng hơn rất là nhiều. Mình trở lại, mình rất là yêu màu hồng. Hồi trước là có một khoảng thời gian là em cực kỳ ghét màu hồng vì những cái màu sắc mà nó quá là rực rỡ, thì nó phản ánh cái cuộc sống của mình lúc đó. Mình thích cái gì nó trầm, nó nhạt, nó hơi buồn buồn một chút xíu, mình cảm thấy là mình muốn nứt ẩn sâu bên trong vậy đó, mình không có muốn ra ngoài. Thì tự nhiên là cái khoảng thời gian này thì em cực kỳ là yêu màu hồng luôn, cho nên là em mới quyết định là em làm cái xe màu hồng như vậy để cho nó hợp với cái concept này. Và mọi người xem MV thì em cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ xem với một cái tâm thế
nó thoải mái, nó yêu thương em. Chứ tại vì cái MV này á, là em làm á, thật ra con số này con số là lớn đối với em thôi, nhưng mà đối với những cái MV khác mà hiện tại ở ngoài thị trường á, thì người ta dục làm MV tiền tỷ rồi 1 tỷ 2 tỷ 3 tỷ đó, em nghe em sợ quá, tại vì cái đó là giống như là một cái gia tài đối với em vậy đó. Nên MV này là tiền em đầu tư 100% là chỉ có vài trăm triệu thôi, nhưng mà nó được một cái MV như thế này thì em cũng khá là hài lòng, cho nên là hy vọng rằng mọi người sẽ xem với một cái sự yêu thương em thôi. Anh nào đó dẫn chị về nhà. giỡn. Nhưng mà em cũng mạn phép hỏi mọi người là mọi người có thấy chị Quỳnh Anh trên MV này đẹp không ạ? Đẹp đúng không? Đẹp, rất là đẹp. À, chị đứng cùng cái xe đẹp. Đấy, em cũng đẹp trai nữa. Có cái mất cầm hoài. Vâng ạ. Có một cái điều bí mật mà nãy giờ em chờ chị Quỳnh Anh nói xong mà em mới dám đứng ra em nói. Và cái điều mà hồi nãy em nói để mà tham gia vào trò chơi ở cuối chương trình ngày hôm nay á, là MV của chúng ta đã on air ở trên kênh YouTube của chị Quỳnh Anh. Và bây giờ thì điều kiện để có thể tham gia vào trò chơi ở cuối chương trình để có thể nhận những phần thưởng trị giá dưới 100 triệu đồng trong buổi tối ngày hôm nay, đó là mọi người hãy yêu thương và giúp cho Trương Quỳnh Anh share MV này. Em nghĩ cái này chị nói nó tình cảm hơn á. Chị kêu gọi mọi người share MV cho mình đi. Điều kiện để có thể tham gia trò chơi cuối chương trình nhận giải thưởng trị giá dưới 100 triệu đồng. Chị nói hết trơn rồi, chị nói. Chị kêu đi cái tình. Nói cái miếng của em rồi mới hồn lại. Dạ, mong là các anh chị sẽ cùng tham gia trò chơi này. Chúng ta sẽ cùng yêu thương Trương Quỳnh Anh, cùng share MV. Và nếu các anh chị khó vô YouTube search chưa ra thì có thể lên Facebook của chị Mai Gia Ly đã được chia sẻ link YouTube. Facebook của Trương Quỳnh Anh cũng đã share MV Em Muốn Cùng Anh Về Nhà. Dạ, đó là thể lệ khi mà tham gia trò chơi trả lời đúng câu hỏi trên Facebook của mình đã chia sẻ chế độ công khai MV. Dạ, giải thưởng bằng tiền mặt trị giá dưới 100 triệu đồng, lì ghê cái thằng này. Dạ, nào đó dẫn chị về nhà. giỡn. Nhưng mà em cũng mạn phép hỏi mọi người là mọi người có thấy chị Quỳnh Anh trên MV này đẹp không ạ? Đẹp đúng không? Đẹp, rất là đẹp. À, chị đứng cùng cái xe đẹp. Đấy, em cũng đẹp trai nữa. Có cái mất cầm hoài. Vâng ạ, có một cái điều bí mật mà nãy giờ em chờ chị Quỳnh Anh nói xong mà em mới dám đứng ra em nói. Và cái điều mà hồi nãy em nói để mà tham gia vào trò chơi ở cuối chương trình ngày hôm nay á, là MV của chúng ta đã on air ở trên kênh YouTube của chị Quỳnh Anh. Và bây giờ thì điều kiện để có thể tham gia vào trò chơi ở cuối chương trình để có thể nhận những phần thưởng trị giá dưới 100 triệu đồng trong buổi tối ngày hôm nay, đó là mọi người hãy yêu thương và giúp cho Trương Quỳnh Anh share MV này. Em nghĩ cái này chị nói nó tình cảm hơn á. Chị kêu gọi mọi người share MV cho mình đi. Điều kiện để có thể tham gia trò chơi cuối chương trình nhận giải thưởng trị giá dưới 100 triệu đồng. Chị nói hết trơn rồi, chị nói. Chị kêu đi cái tình. Nói cái miếng của em rồi mới hồn lại. Dạ, mong là các anh chị sẽ cùng tham gia trò chơi này. Chúng ta sẽ cùng yêu thương Trương Quỳnh Anh, cùng share MV. Và nếu các anh chị khó vô YouTube search chưa ra thì có thể lên Facebook của chị Mai Gia Ly đã được chia sẻ link YouTube. Facebook của Trương Quỳnh Anh cũng đã share MV Em Muốn Cùng Anh Về Nhà. Dạ, đó là thể lệ khi mà tham gia trò chơi trả lời đúng câu hỏi trên Facebook của mình đã chia sẻ chế độ công khai MV. Dạ, giải thưởng bằng tiền mặt. Tại vì hồi nhỏ là em đi hát trong nhà thiếu nhi. Rồi em vô Sài Gòn em ở, quê em Nha Trang. Xong rồi em vô Sài Gòn em ở thì em cũng có tham gia trong đội thiếu nhi của trường. Nói chung là em hoạt động văn nghệ từ nhỏ tới lớn thì cái ước mơ của em là ca sĩ. Rồi cái cuộc đời tự nhiên rẽ hướng cho em qua làm diễn viên. Thì sau khi mà em được khán giả yêu thích ở bên lĩnh vực điện ảnh rồi thì em cũng quay lại em làm ca sĩ. Nhưng mà cũng có một vài những cái nó rất là khó khăn. Thì em bị chững lại một thời gian. Và như mọi người cũng biết thì em lập gia đình và em có con nữa. Thì mình khi mà mình trở thành một người mẹ thì mình cũng muốn là dành thời gian để mà chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho con. Thì sau những cái mà mình
những cái chuyện mà mình cảm thấy mình không vui mà mình muốn bỏ qua hết á, thì bây giờ em muốn dành cái thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, và em thật sự là em đang muốn quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với cái sự đam mê của mình. Và từ bây giờ đến, em không dám hứa trước điều gì hết, nhưng mà trong cái thời gian gần, thì từ bây giờ đến cuối năm thì em hy vọng rằng là em sẽ ra thêm khoảng chừng 2 cái MV nữa. Và những cái MV đó nó sẽ càng ngày càng chất lượng hơn nữa. Bởi vì là như mọi người thấy là cái MV này là em tự đầu tư hết. Trong cái khoảng thời gian dịch đó là em thật ra em cũng có đi xin nhà tài trợ rất là nhiều, nhưng mà khi đó thì mình cũng không trách người ta được, tại vì mới vừa dịch xong thì công ty nào họ cũng khó khăn, bản thân mình cũng vậy. Nhưng mà tại vì em quá muốn quay MV đi, quá muốn làm sản phẩm đi, cho nên là buộc em phải bỏ hết tiền túi của em ra, tiền đi đóng phim có nhiêu, em quay quảng cáo gì đó hết có nhiêu là em bỏ vô em làm MV hết đó. Thì mình cảm thấy nó quay trở lại cái con đường này, mình tự nhiên mình khao khát quá, cho nên là em hy vọng rằng là sau khi cái MV này ra mắt thì mọi người sẽ công nhận một cái sự cố gắng nỗ lực của Trương Quỳnh Anh, một cái hình ảnh mới, nó vui tươi hơn, nó cảm thấy vui tươi, yêu đời và thoải mái hơn. Nó cũng giống như là cái cuộc sống hiện tại của em mong muốn là sẽ được như vậy. Những cái gì đau buồn, những cái gì mà em cảm thấy nó làm cho em cuộc sống của em nó đi xuống, nó tiêu cực thì là đã qua hết rồi, và bây giờ chỉ còn là những ngày màu hồng thôi nha. Chị còn nhớ câu hỏi số 2 không? Khi nào thì chị muốn cùng anh ấy về nhà, và tiêu chí để chọn anh ấy là như thế nào? Và đã có anh ấy chưa? Ủa sao chị hỏi ít mà em thành ra quá trời vậy? Đâu, cái câu của chị là như vậy mà, đúng không chị Phương? Đúng rồi đó. Vậy hả chị? Ủa sao nãy em nghe thấy nó ngắn vậy ta? Huy để làm dài đây nè. Đúng rồi, em nói nhiều á, nó dài dòng. Làm gì rối à? Có gì đâu, rối trả lời đi. Cái đó là nằm trong đầu mình rồi, ví dụ dạ. Tiêu chí như thế nào là mình chỉ nói ra thôi. Dạ. Cái hồi mà em mười mấy tuổi á, là cái tiêu chí của em là mấy cái anh oppa ở bên Hàn Quốc á, cao, to, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, nhà giàu. Rồi bây giờ thì em lại thay đổi rồi. Mà thật ra bây giờ mà nếu mà hỏi em về tiêu chí á, thì em không biết tiêu chí gì luôn á. Bởi vì là tự nhiên mình làm trong nghề này quá lâu, thì cái môi trường của mình tiếp xúc với người đẹp rất là nhiều. Hồi đó giờ người ta cứ nghĩ là em mê trai đẹp, nhưng mà em không có mê trai đẹp. Em chỉ thích những cái người nào mà họ chân thành với mình. Họ bề ngoài của họ không có cần phải quá đẹp trai, không cần phải cao, nhưng mà họ phải nhìn có duyên, dễ thương tí xíu. Và quan trọng là cái tình cảm họ dành cho em. Họ có 100% thì họ phải dành cho em 200% thì lúc đó em mới chịu. Tại vì á, là trong cái khoảng thời gian lúc đầu á, khi mà em yêu á, thì là em yêu đập đầu vô tường luôn á. Cho nên là bây giờ em muốn là cái người đàn ông sau này á, họ phải dành hết tình cảm cho em, tuyệt đối là trong mắt của họ chỉ có một mình Chu Quỳnh Anh là đẹp nhất thôi, thì là em sẽ yêu người đó. Cái MV này nó thể hiện cái cuộc sống của em hiện tại, có nghĩa là em đang là như vậy, em đang cảm thấy vui tươi, yêu đời là như vậy, chứ em đang không phải là cố gắng gồng mình để trở thành như vậy. Và thường thường thì mọi người sẽ thấy Quỳnh Anh ở một cái hình ảnh là cô gái nhẹ nhàng, yếu đuối, mỏng manh. Nhưng mà em muốn nói với mọi người là em không có phải như vậy. em là một cô gái rất là năng động, vui tươi, nhí nhảnh. Và đây mới đúng thật là con người của em. Và em đang đi tìm lại chính mình. Trước đây một khoảng thời gian quá dài, 9 năm, 10 năm, em đã trở thành một con người khác bởi vì cố gắng thay đổi để mà vừa lòng tất cả mọi người. Và bây giờ em đang muốn làm những cái điều mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ làm được, là em đi ra khỏi cái khung đó, kể cả trong âm nhạc và kể cả trong điện ảnh luôn. Thì tất nhiên khi mà một sản phẩm nào đó ra mắt khán giả thì nó đều là sẽ có hai luồng ý kiến, hai luồng dư luận khác nhau. Những người nào mà thương Quỳnh Anh thì sẽ đồng ý, chấp nhận. Những cái người nào mà trước giờ họ đã có một cái định kiến với Quỳnh Anh rồi thì
chắc chắn là mình có làm như thế nào thì họ cũng sẽ không vừa lòng họ. Cho nên là bây giờ em đã trải qua quá là nhiều thời gian ở trong nghề rồi, thì em chỉ muốn là sống cho những cái người mà đã yêu thương, đã ủng hộ mình, và đặc biệt là cái tinh thần của mình phải luôn luôn vui vẻ và thoải mái thì mình mới có thể có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn để mình làm nghề được. Em cảm ơn câu hỏi của anh. Anh ơi, em lại quên câu 2 rồi. Em hay quên lắm. Anh nói thôi. À, khó khăn khi em làm MV hả, đúng không? Dạ, khó khăn khi em làm MV. Thật ra nó không có gì khó khăn hết trơn á. Mà khó nhất là em không có tiền thôi. Tại vì á là em đi xin tài trợ. Thì một phần á là do dịch. Một phần á là do là khoảng thời gian trước mình chưa có những MV mà nó thật sự hot. Tại vì khi mình cũng phải đứng ở cái tâm lý của cái người mà tài trợ chứ. Thì khi mà họ cảm thấy là cái cô này từ trước cổ cũng đâu có bài gì nó hot đâu, thì bây giờ mình có tài trợ vô thì lỡ như cái ca khúc này không hot thì coi như tiền của mình cũng đổ sông đổ biển, không có được gì hết. Này, em chia sẻ thiệt. Cho nên là khi mà mình đi xin tài trợ mà mình không được nhận lại cái tài trợ thì mình cảm thấy là cái chuyện đó là chuyện bình thường, mình cũng phải hiểu cho người ta. Nếu mình làm nhà tài trợ thì mình chắc mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đó. Cho nên là em ở tâm thế của em là nếu mà được thì tốt, còn không thì thôi, thì em cũng sẽ cố gắng em tự đi làm, em kiếm tiền rồi em tự quay MV để thỏa cái niềm đam mê của em thôi. Thì trước tiên cái bài này nè, em bàn với lại bạn Đăng Quang làm đạo diễn của cái MV này á, thì nói là Quang ơi, bây giờ đang mùa dịch khó khăn thì chị định làm cái MV này khoảng 100 triệu. 100 triệu là chị thấy cũng được rồi đó. Xong rồi cái bàn sao đó, cái tối bạn Quang về, bạn Quang bị hào hứng quá, nghe cái bài hát hào hứng quá. Cái Quang gửi cho Quỳnh Anh cái bản gì, bản mà vẽ mấy cái concept này nè, chia ra 4 cái concept mà màu xanh, rồi tới màu hồng, rồi tới màu đỏ, rồi tới màu, rồi cuối cùng á. Thì Quang gửi qua cho Quỳnh Anh, cái Quỳnh Anh nói trời ơi, em lên cái concept gì mà đẹp quá vậy. Thì lúc đó mình lại tiếp tục máu lên. Xong rồi em mới nhắn qua cho Quang, nói chứ Quang ơi, nếu như mà bây giờ chị mà làm đúng hết 4 concept này thì khoảng nhiêu tiền em? Cái Quang nói chứ chị ơi, 100 triệu em làm không nổi. Thôi em làm 200, khoảng 200 nha chị. Ok, chơi luôn. Xong rồi cuối cùng ra là đẻ này, đẻ kia, đẻ nọ. Thì cuối cùng là cái MV này của em là tốn 300 mấy triệu. Mà cái khoảng thời gian mà em cứ vừa làm MV, vừa kiếm tiền, rồi là vừa đắp vô. Nói chung là ngày hôm nay là nó cũng khá ổn rồi. Và khi mà hết dịch rồi thì là cái kinh tế của em cũng ổn hơn rồi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cảnh đẹp. Thì có một cái mà làm cho Hồn Anh thật sự là hoang mang luôn. Mọi người thấy là cái cảnh đầu tiên vô là Hồn Anh sẽ ngồi ở trong cái bồn tắm. Rồi là Hồn Anh diễn. Mọi người nhìn thì nó có vẻ là nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà em ngồi ở đó tới gần đầu giờ chiều, từ sáng mà tới đầu giờ chiều là cũng phải 3-4 tiếng. Em đâu có đi toilet được đâu. Thiệt. Mà xong rồi là tới hồi mà quay xong á, cái em đứng dậy cái em muốn kiểu như là em muốn bị tê hết nửa người luôn, em không có đứng dậy nổi. Rồi cái bé stylist là bạn Nguyễn Chí Cường á, bạn mới kéo em lên thì không biết sao bạn lỡ kéo mạnh quá thì cái tay em bị trật luôn. Cái tay bị trật mà nó tê mà tới nỗi mà không thể nhúc nhích được. Mà cái này là mới có set đầu tiên thôi, mà em chỉ quay MV có một ngày thôi thì em không thể nào mà em đi bác sĩ được. Mà cả ekip phải dừng lại, xong rồi mọi người lên mạng tìm bác sĩ để nhờ bác sĩ tới để mà nắn cái tay lại cho em. Tại vì đa số là diễn cái tay nhiều thôi, mà bây giờ cái tay bị vậy là em không có diễn được. Mà cái mặt em nó cũng sẽ rất là đơ. Mà cả buổi chiều luôn mà trời mưa tầm tã vậy đó, không có bác sĩ nào chịu lại hết. Thì buộc là em phải nén đau và em quay luôn. Cho nên là khi mà mọi người nhìn những cái cảnh sau á, thì tất nhiên là sẽ cũng sẽ không có để ý. Nhưng mà nhìn kỹ thì sẽ thấy là cái tay của em ở bên trái thì nó hơi đơ một chút xíu. Nhưng mà cuối cùng là MV cũng hoàn thành xong rồi. Cho nên là cũng cảm thấy mừng. Cảm ơn em.